Thông tin một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng, học sinh yếu kém được cho nghỉ học để thi giáo viên giỏi là không có căn cứ. Đây là kết quả sau khi tiến hành kiểm tra vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Tuy nhiên đơn vị này cho biết việc có học sinh đi học, có học sinh phải nghỉ học trong giờ thao giảng là có thật. Đại diện vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau quá trình kiểm tra cho thấy, nhiều khâu trong quá trình tổ chức thi giáo viên giỏi tại Hải Phòng cần rút kinh nghiệm. Đặc biệt là việc để phụ huynh phân vân khi có học sinh ở nhà, học sinh đến lớp. Theo đó, Bộ cũng cho biết vẫn còn một số trường diễn trong các hội thi giáo viên giỏi và việc này không chỉ xảy ra tại Hải Phòng. Về những chia sẻ của các giáo viên về nội dung và hình thức thi giáo viên giỏi không còn phù hợp, Bộ sẽ ghi nhận và tiếp thu để tham mưu cho Bộ trưởng trong những thay đổi sau này.